Chập 181, Golem đồng vẫn đứng im trên mặt đất, nó dường như đang chờ vết thương của mình hồi phục, việc mất cánh tay phải này sẽ khiến nó mất thăng bằng và ảnh hưởng đến chiến đấu rất nhiều. Hồ thấy vậy cũng đứng im luôn, hắn muốn giám sát hiệu quả của khả năng ăn mòn của phân tử bóng tối, để xem kỹ năng ăn mòn của hắn mạnh hơn hay khả năng hồi phục của Golem đồng mạnh hơn. Hồ tím nở một nụ cười gian trá, he he, cuối cùng Golem đồng không thể hồi phục, vấn đề này xem như đã được giải quyết rồi. Hồ trắng bên này bắt đầu chơi tất tay miệng mở to và con mắt thứ ba cũng mở to cùng lúc tích tụ linh lực sau đó cùng lúc bắn ra hai đòn công phá mạnh mẽ mục tiêu chính là vai trái của golem kim cương đen tia linh lực từ con mắt thứ ba có vai trò như một mũi khoan còn đòn bắn từ miệng hổ trắng lại như một cái máy khoan cung cấp động lực thành công thổi bay cả một mảng lớn cơ thể của golem kim cương đen hổ trắng chậm rãi tiến lên trong khi golem kia lảo đảo dậm chân về sau tạo ra tiếng ầm ầm trên mặt đất cả hai vị vua của sắt thép chi giới đã bị đánh bại đã đến lúc thu thập bọn chúng rồi hai tên yêu quái trong hang tối nhìn thấy cảnh này một tên la lên chúng thắng rồi kìa nhưng tên còn lại mồ hôi vẫn túa ra vội can ngăn chưa đâu bởi vì cảnh tượng kỳ dị kia vẫn diễn ra dù hai con golem đã thất bại nhưng đám bọ kim loại vẫn liều mạng chiến đấu với những kẻ xâm nhập không chỉ như vậy số lượng kim loại thức tỉnh ngày càng nhiều hơn mê mông cuồn cuộn như thủy triều xông về phía dị thú núi sương mù mà tấn công điên cuồng tên người thần làn nghi vấn lên tiếng có thể kẻ đang ra lệnh cho đám bọ kim loại này không phải hai tên golem kia, mà là một thứ ẩn sâu hơn cả. Lúc này, trong sâu thẳm dưới lòng đất, một ánh mắt quái dị đã mở ra, giống như một cái đèn ba tầng, phát ra ánh sáng chói mắt. Nhưng tên người thần lằn thấy rằng bây giờ hai bên đã lưỡng bại câu thương, cùng chịu tổn thất không nhỏ, chính là lúc hợp lý để lao vào dây máu ăn phần. Mục đích của chúng chính là bắt sống con golem đồng kia, dựa vào kỹ thuật đường hầm không gian để chuyển nó đến một đại lục khác. Tên nhận yêu ngay xong thì tấm tắc khen, ối trà chà, chà, ý kiến này không tồi, vậy thì triển khai thôi. Nhưng một giọng nói chắc nịch chợt vang lên đằng sau chúng, "Thế hử, thế thì chúng mày phải quyết tâm thực hiện mới được. Đó là người đất Thanh Cương, hắn ta đã rình ở đây từ lâu. Người đất trong trận này có vai trò cảnh giới phía sau cho quân đoàn núi sương mù, vì trong mọi trận chiến trước đây, họ đã bị úp sọt quá nhiều, phải không?" Thanh Cương giơ tay trái lên, đại địa chợt vọt lên những dây gai cao hàng chục mét, cuốn chặt lấy thân thể hai tên quái dị này, siết chặt không chế chúng ơ nhưng những dây gai này hình như đều là thép. Hai tên quái dị ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, cơ bắp và xương sầu trong cơ thể đã bị siết không thể thở nổi, đau đớn thấu tim gan, chỉ kịp thều thào một câu, không tốt rồi. Thanh cương mặt lạnh như băng, hai con kiến hôi này cũng dám rình ở đây muốn dây máu ăn phần sao. Hắn ta khóa chặt hai tên quái dị, tiếng xương gãy vẫn liên tục vang lên, như vậy, phía sau đã an toàn, giờ chỉ còn chờ đội bạch hổ nữa mà thôi. Bên này, quân đoàn hổ biến dị gào to, vì mặt đất đang run rẩy mãnh liệt, chúng cảm thấy có gì đó lạ lùng đáng sợ sắp xảy ra quả thật chỉ một giây sau mặt đất kim loại bỗng gãy ra nhô lên những mảng lớn giống như bên dưới đang có thứ gì đó trồi lên mãnh liệt thanh cương nhìn thấy cảnh này hoàn toàn kinh ngạc ngay cả núi kim loại cũng bị tách ra và sụp xuống sau đó một thân hình kỳ dị khổng lồ thật sự đã trồi lên trên thân nó đầy những gân máu màu vàng cam nóng bỏng như dung nham nó từ từ xuất hiện phía sau hai golem chi vương kia thân thể càng lúc càng lớn càng lúc càng khổng lồ không ai biết nó cao bao nhiêu, chỉ biết rằng nó vẫn chưa hoàn tất việc xuất thế của mình. Tiểu Lam hoảng hốt nhìn con quái thú siêu cấp khổng lồ này, thật là ngao ngán, tưởng rằng đã chiến thắng, vậy mà lại xuất hiện một con trùng cuối. Con trùng này thân hình nâu vàng đen, những gân dung nham chạy loạn xạ trên cơ thể, nhìn nó chẳng khác nào một khối dung nham nóng bỏng khổng lồ, chỉ có điều, nó có sinh mệnh. Nếu so ra, thì thân hình của nó to gấp cả trăm lần hai con golem kia, đúng là quái vật cấp thảm họa đám bạch hổ chỉ có thể ngước lên mà nhìn, thậm chí nếu mắt không tốt thì cũng không thể nhìn rõ mặt của nó, vì nó quá cao. Trung cuối với gương mặt quỷ dị bắt đầu gào lên thị uy, tiếng gào chói tai vang vọng rung động cả một gầm trời. Tên người thần lằn nhìn thấy cảnh này thì chửi to, lão tổ tiên cướp đái đã thức tỉnh rồi. Tất nhiên đây là thủy tổ của sắt thép, kẻ nắm giữ quyền hạn cao nhất của kim loại. Nhưng thanh cương vốn bản tính chân chất thật thà, lại tưởng tên này đúng là thủy tổ của cướp đái thật. Một mặt hoàn toàn đần ra, dường như chìm vào u mê. Trời ơi trên đời này lại có cục cướp to như vậy sao? Đừng đùa, làm sao có thể như vậy? Nếu đó là sự thật, người ỉa ra cục cướp này hẳn phải là thủy tổ của Titan và lão ta phải đang bị táo bó nặng. Quái vật dung nham hướng về phía những kẻ xâm nhập và gào to, chính thức muốn tuyên chiến với đám này. Hồ trắng và hồ tím không nói nhiều, đồng loạt lao lên, một con ở trên một con ở dưới, cùng nhau phóng linh lực về phía quái vật dung nham kia. Mục tiêu chính là trái tim của nó, nhưng đáng tiếc, đòn tấn công này lại bị phản sang chỗ khác. Rõ ràng không thể xuyên thủng cơ thể của nó, ngay cả một vết xước cũng không tạo ra được, chỉ có hai làn khói nhỏ bốc lên mà thôi. Hai hổ nhìn thấy mà giật mình, mắt trợn lên mùng cũng há to, như này sao mà đánh đây. Tiểu Lam mặt mày xám xịt, vì nàng nhận thấy trên lệch cấp độ giữa sinh vật này và họ là quá lớn, hoàn toàn không có cửa thắng nào. Nếu như nàng tìm ra được trái tim trong cơ thể nó, nhưng họ không thể làm sức trên da nó dù chỉ một chút, thì tìm ra trái tim cũng còn ý nghĩa gì. Lúc này, cái mùng khổng lồ của quái thú dung nham bắt đầu mở to như một miệng núi lửa. Từ đó, một quả cầu màu vàng kim nóng bỏng không ngừng xoay tròn và gào thét. Tiểu Lam quay lại và hét lên, tất cả rút lui, liệu có kịp không? Dây tiếp đeo, chùm năng lượng vàng chóe chết chóc khổng lồ đã giáng xuống, hổ trắng và hổ tím chỉ có thể trơ mắt nhìn. Chùm ánh sáng vàng xẹt qua mặt đất, như một lưỡi cưa khổng lồ cắt sâu vào lòng đất, phía bên dưới, hàng ngàn vạn dị thú đang chiến đấu, bao gồm số đông là bọ kim loại, cũng đã tan thành mây khói, sau đó để lại trên mặt đất là một khe sâu thẳng tắp, sâu đến hàng trăm mét. Nhìn ngáo đứng ở rìa khe sâu này, nhìn xuống dưới hoàn toàn không thấy điểm cuối, toàn thân ớn lạnh, ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì. Nhận biến dị bên này đã nằm bẹp xuống đất, tư thế của một người lính vừa vượt qua một đợt giải thảm của không quân. Mồ hôi túa ra ướt hết cả quần, hắn than vãn một câu, liệu chúng ta còn có thể chiến thắng không hả? Nhưng hổ trắng và hổ tím vẫn kiên cường lao lên, chỉ cần không chết, thì nhiệm vụ đánh bại con quái thú khổng lồ này vẫn là của họ chứ không ai khác. Bây giờ Tiểu Lam bắt đầu chiến thuật của mình, tiêu hao linh lực của nó, nàng ta gào to, "Mọi người đừng sợ, hãy tiêu hao linh lực của nó. Nếu nó không có linh lực thì cũng chỉ là đống sắt vụn mà thôi." Nói thì nói vậy, thực ra chính bản thân họ cũng đang đánh thăm dò, vì họ hoàn toàn chưa biết gì về sức mạnh của tên này, cũng như ngoài linh lực khủng bố ra thì hắn còn có bao nhiêu thần thông. Việc này với việc tìm chết dường như cũng không khác nhau là mấy. Bỗng nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên thôi được rồi các ngươi hãy lui lại đi tiểu lam ngơ ngác quay lại đó là chủ nhân cây thần cao lớn trong tạo hình một người cây khổng lồ đang tiến lại từ phía sau họ xem ra cây thần cũng ngứa ngáy lắm rồi hắn ta đã quan sát toàn bộ quá trình chiến đấu này từ lâu phải nói rằng núi sương mù đã có nhiều tiến bộ đáng kể kể cả trong thực lực cũng như chiến thuật nhưng mà thôi lần này coi như để cây thần luyện tay một chút he he ta đến rồi đây hết cháp 181. trăm